Mạnh Hùng xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mạnh Hùng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách chăm sóc cây hoa hồng, cách cắt tỉa một cây hoa hồng, làm sao cho cây hoa hồng nó được sai hoa, được phát triển, được khỏe mạnh nhé. Thì trước mắt quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây là một cây hoa hồng Pát Đờ Đi Úc. Một cây hoa hồng này đang cực kỳ sai hoa, nở rất là nhiều hoa. Một cái búi hoa nó nở gần như là kín hoa, có phải không quý vị và các bạn? Quý vị và các bạn nhìn thấy đã mắt không ạ? Đó. Thì cách chăm sóc làm sao cho một cây hoa hồng này nó được sai hoa, được sai hoa như thế này, thì nó liên quan đến phần nhiều là do mình cắt tỉa nhé. Làm sao mà cách cắt tỉa một cây hoa hồng làm sao cho nó chuẩn, để cho một cây hoa hồng nó cắt tỉa mà nó nở được sai hoa như vậy. Đó. Thì quý vị và bạn có thể nhìn sang đây, một cây hoa hồng mà Mạnh Hùng chia sẻ với quý vị và bạn. Đây là cùng giống một cây hoa hồng, cũng là một cây hoa hồng Pát Đờ Đi Úc. Cái bộ tán của nó và kích thước của cây hoa hồng này nó cũng gần như xem như giống như cái cây mà sai hoa lúc nãy. Thế nhưng mà có sự khác biệt là cái cây hoa hồng này nó chỉ có vài nụ lơ thơ thôi, chứ nó không được sai hoa. Cứ cho là nó nở hết hoa của cái cây này đi thì nó không thể nhiều hoa được như cái cây mà Mạnh Hùng chia sẻ lúc đầu ở video được. Thì tại sao mà có sự khác biệt như vậy? Thì lý do là cái cây hoa hồng này Mạnh Hùng nó chưa được cắt tỉa nhiều lần, chưa cắt tỉa nhiều lần. Đó, nên là nó chưa được nhiều hoa. Thì muốn một cây hoa hồng được cắt tỉa nhiều lần thì là cây nó phải nhiều năm, lâu năm. Cái cây kia Mạnh Hùng đã trồng dưới đất và nuôi rất là lâu năm rồi. Mạnh Hùng có mỗi một năm Mạnh Hùng đốn tỉa một lần. Và mỗi một đợt cắt tỉa hoa thì Mạnh Hùng cắt. Và cái cành, cái thân cành của nó mỗi lần nó to ra, to nhiều ra, thì nó sẽ ra được rất nhiều hoa. Đó, còn cái cây này thì nó còn non, nó còn non cành, non năm, non tháng. Nên là mình có cắt tỉa đi thì nó nở lên thì nó chưa được nhiều. Đấy, nên là có sự khác biệt như vậy. Thì quý vị bạn có thể nhìn để Mạnh Hùng cắt tỉa quý vị bạn xem. Thì đây là hôm nay Mạnh Hùng chia sẻ quý vị bạn cách cắt tỉa nhé. Cách cắt tỉa thì chúng ta mỗi một lần nó nở hoa, hoa nó tàn đi thì chúng ta lại cắt tỉa tán nó ngang ngang tầm này thôi. Đấy, mình chỉ cần cắt tỉa sơ sơ cho nó đều tán. Và xem có cái cành nhỏ nào thì mình, cành tam cành yếu nào mình thì tỉa bớt nó đi. Thì cứ mỗi một đợt hoa mình cắt tỉa đều đều như trong video quý vị bạn có thể xem như này, cắt tỉa như vậy thôi. Đó. Còn mỗi một năm là mình đốn tỉa một lần nhá. Cây hoa hồng mình cũng cần phải đốn tỉa để trẻ hóa cây. Thì thường ngoài miền Bắc cứ tầm tháng 10 âm là mình đốn tỉa được rồi. Còn trong miền Nam thì sẽ phải muộn hơn, tầm tháng 11. Tháng 11 âm thì mới đốn tỉa, chứ đốn tỉa sớm quá thì nó còn nóng, nắng nóng nên cây sẽ kém và có nguy cơ cây chết. Mà trước khi đốn tỉa cây nó cũng phải khỏe một tí, chứ cây yếu là đốn nó cũng dễ bị chết nhá, nên là hết sức lưu ý về vấn đề đó. Đó, thì là mỗi một năm mình đốn tỉa nó đi, và khi cây nó nở tốt trở lại rồi thì mỗi một đợt hoa mình lại cắt tỉa đi, thì nó qua được nhiều năm. Thì thường thường là cây tầm 4 đến 5 năm tuổi, 5 năm tuổi thì nó sẽ được nhiều hoa. Như cây Pát Đờ này nó chưa được nhiều hoa vì cây này nó chỉ được hơn 3 năm. Nhưng mà cái cây này mà chăm sóc sau một năm nữa thì sang năm cây này sẽ khá được nhiều hoa như cái cây Mạnh Hùng quay video lúc đầu. Đó, quý vị bạn xin mời quý vị bạn chiêm ngưỡng thêm một lần nữa một cái cây hoa hồng Pát Đờ Đi Úc này nở rất là nhiều hoa. Đẹp không ạ? Rất là đã đời luôn. Thì cái giống này thì Mạnh Hùng sẽ chia sẻ luôn là quý vị bạn có nhu cầu mua cây hoa hồng Pát Đờ này thì bên vườn Hồng Thịnh cũng có sẵn cây to tầm 3 năm tuổi rất là nhiều. Thế tuy nhiên là chúng ta khi mua cây chúng ta phải hết sức lưu ý. Thì khi trồng cái giống hoa hồng này, quý vị và bạn ở trong miền Nam thì là có lợi thế rất là nhiều. Vì là trong miền Nam có nhiều nắng. Còn ngoài miền Bắc, thường cái giống hoa hồng này ngoài miền Bắc ấy, là cái đầu mùa xuân ấy, cái mùa xuân hơi ít nắng. Ít nắng nên là cái giống này hơi khó nở hoa. Nó khó nở hoa nên nhiều quý vị và bạn trồng cái cây hoa hồng Pát này, nhiều khi cứ thấy nó nở nụ rất là đẹp, nhưng mà bông nó lại không bung ra được. Đó là lý do thời tiết nó ít nắng. Thì cái giống này nó hơi nhạy cảm là cái vấn đề đó. Còn lại thì mùa hè hay là mùa thu thì nó đều nở ok. Cái giống này nở rất là khỏe nên chúng ta lựa chọn giống hoa hồng Pát Đờ này là yên tâm nhé. Đấy, thì mình chia sẻ thêm một chút về vấn đề đó. Còn lại là chủ yếu về để chăm sóc một cây hoa hồng sai hoa thì chúng ta làm sao chăm sóc cho cây khỏe. Đó. Và cắt tỉa theo quy trình Mạnh Hùng đã chia sẻ. Và thêm đó là cái giống đấy là cái giống nó sai hoa. Thường là những dòng cây bụi nó sẽ sai hoa. Còn những dòng leo thì nó cũng sai hoa. Nó nhiều giống rất là sai hoa. Nhưng mà leo thì nó cũng phải yêu cầu là nở to cao và được cắt tỉa nhiều năm. Đấy, cứ qua nhiều năm mình cắt tỉa được nhiều lần thì nó cũng sai hoa. Mỗi một lần nó nở kín cây
quý vị và bạn có thể đào lại những cái video mà Mạnh Hùng chia sẻ lại trên kênh YouTube ấy, thì còn rất là nhiều video Mạnh Hùng chia sẻ là những cái cây leo nó ra kín hoa kín vòm luôn như ở bên châu Âu ấy. Đấy. Quý vị và bạn có thể theo một các kênh YouTube khác thì cũng không thể có, nhưng mà Mạnh Hùng đã thực hiện và đã làm rồi, đã thực nghiệm rồi, đã thấy ok rồi thì Mạnh Hùng chia sẻ lên video cho quý vị và bạn xem. Rồi cảm ơn quý vị và bạn. Hôm nay Mạnh Hùng đã chia sẻ quý vị và bạn cách chăm sóc cây hoa hồng, làm sao cho cây hoa hồng được sai hoa. Đây là một mẹo làm sao mà cho cây hoa hồng nó được sai hoa. Chỉ là đơn giản cách là cắt tỉa đúng cách vậy thôi, và chăm sóc cho cây hoa hồng khỏe mạnh. Thì chăm sóc làm sao nó tốt được khỏe mạnh thì quý vị và bạn cũng xem ở những video trước mình cũng đã chia sẻ rồi, hoặc ebook Mạnh Hùng bên vườn Hồng Thịnh có các phân bón làm sao bón cho cây hoa hồng được tốt. Thuốc trị bệnh và các thứ bên vườn Hồng Thịnh đều có, thì quý vị bạn có thể inbox cho vườn Hồng Thịnh tư vấn thêm. Rồi cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi hết video. Xin chào quý vị bạn, hẹn gặp lại quý vị bạn ở những video sắp tới. Bên vườn Hồng Thịnh còn rất nhiều thông tin hữu ích khác muốn chia sẻ đến quý vị bạn thêm về cây hoa hồng, thì rất mong quý vị bạn ủng hộ và theo dõi kênh để xem tiếp ở những video sắp tới. Xin chào quý vị bạn và hẹn gặp lại.